Được nhìn thấy trái đất từ vũ trụ, đây là điều khiến con người tôi thay đổi. Ngày 20 tháng 7 này, tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos, cựu CEO của Amazon, sẽ ghi dấu vào lịch sử hàng không vũ trụ. Đó là phóng tàu vũ trụ New Shepard vào khoảng không gian dưới quỹ đạo. Với tất cả những bước tiến đó, Blue Origin của Jeff Bezos vẫn bị coi là chú rùa chậm chạp trong cuộc đua. Trước những đối thủ nhanh như thỏ, như SpaceX của Elon Musk hay Virgin Galactic của Richard Branson, đây là một cuộc chiến giữa những tỷ phú quyền lực nhất thế giới. Trái đất là cái nôi của nhân loại, nhưng chúng ta không thể nằm trong cái nôi mãi được. Đây là một phương tiện siêu đẳng, nó sẽ đưa loài người lên mặt trăng. Ông sẽ phải cạnh tranh với những người như Jeff Bezos. Jeff nào cơ? Hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm đã được đổ vào cuộc đua vũ trụ. Những cuộc chiến không khoan nhượng để có thể ký tên vào các hợp đồng lớn với chính phủ. Thám hiểm không gian, từ thể diện quốc gia cho tới một ngành thương mại tiềm năng. Và ai đang là người dẫn đầu? Vâng, ngành du lịch hàng không vũ trụ thì đang trong một giai đoạn phát triển cực kỳ tiềm năng. Một phần không nhỏ là nhờ sự đầu tư cả về tiền bạc lẫn công nghệ của những vị tỷ phú giàu nhất trên thế giới. Cuộc đua thì đang gọi tên Elon Musk, ông chủ của hãng xe điện Tesla, và Jeff Bezos, cựu CEO của tập đoàn thương mại điện tử Amazon. Anh Quang này, thì tôi đang thắc mắc là tại sao người ta lại ví cuộc đua này là cuộc đua giữa thỏ và rùa ạ? Vâng, nếu như những người yêu thích lĩnh vực thám hiểm hàng không không gian thì họ có thể nhận thấy là trong suốt thời gian qua thì tuy đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ và có được những cái bước tiến lớn, nhưng công ty Blue Origins của Jeff Bezos thì có vẻ như là đang đi theo con đường chậm mà chắc, hoạt động âm thầm so với cách tiếp cận có phần phô trương của đối thủ, đó là SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Trong khi các chiến dịch của Blue Origin thuộc tỷ phú Jeff Bezos thì không công bố quá rầm rộ những thông tin, thì công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk lại trở nên nổi tiếng vì những lần phóng tên lửa không khác gì những màn trình diễn ngoạn mục để công chúng có thể thưởng thức. Elon Musk thì đặt tên những con tàu vũ trụ của mình theo nhân vật truyện tranh nổi tiếng, còn Jeff Bezos thì đặt tên theo các phi hành gia vũ trụ có thật và đã đi vào lịch sử của ngành hàng không vũ trụ Mỹ. Nhưng quan trọng hơn cả là mặc dù sinh sau đẻ muộn, nhưng lợi nhuận và các hợp đồng mà chính phủ mang lại cho SpaceX của tỷ phú Elon Musk kiếm được thì lại đang vượt xa Blue Origins của Jeff Bezos. Với cùng một sự khát khao cháy bỏng đối với du hành vũ trụ, Jeff Bezos và Elon Musk, hai trong số những người giàu nhất hành tinh, đã lần lượt thành lập những công ty hàng không vũ trụ tư nhân của riêng mình là Blue Origin và SpaceX. Đây là một phương tiện đáng kinh ngạc và nó sẽ bay lên mặt trăng. Một tương lai mà chúng ta là một nền văn minh có thể du hành trong không gian, bay tới các vì sao sẽ thú vị và tràn đầy cảm hứng hơn nhiều so với một tương lai mà chúng ta không làm được điều đó. Với Elon Musk, SpaceX và các dự án thử nghiệm đình đám giúp ông biến đam mê thành cơ hội kiếm tiền, từ việc trở thành công ty tư nhân đầu tiên phóng tàu vũ trụ chở hàng lên trạm không gian quốc tế ISS, cho tới hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la Mỹ với NASA để chế tạo tàu vũ trụ đưa các phi hành gia lên mặt trăng. Sau 19 năm thành lập, SpaceX đã trưởng thành với doanh thu ổn định mỗi năm khoảng 2 tỷ đô la Mỹ từ các hợp đồng với chính phủ và tư nhân. Đã gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ lần cuối cùng con người đặt chân lên bề mặt mặt trăng. Đây là quãng thời gian quá dài và tôi nghĩ là chúng ta cần quay lại và thiết lập một căn cứ lâu dài ở đó. Ở chiều ngược lại, Jeff Bezos lại dùng nguồn tiền khổng lồ từ các hoạt động kinh doanh khác để nuôi dưỡng đam mê. Công ty Blue Origin của ông hoạt động khá lặng lẽ và chỉ nổi bật lên từ năm 2015 khi bắt đầu thử nghiệm tàu vũ trụ New Shepard. Vị tỷ phú từng tiết lộ rằng ông đã đầu tư cho Blue Origin khoảng 1 tỷ đô la Mỹ bằng cổ phiếu Amazon mỗi năm để có thể hiện thực hóa các tham vọng to lớn của mình. Chúng ta muốn có một nền văn minh phát triển và năng động. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần có khả năng mở rộng ra ngoài hệ mặt trời, nơi có rất nhiều tài nguyên để chúng ta tiếp tục thực hiện những dự án thú vị, sử dụng những nguồn năng lượng lớn, điều mà chúng ta không thể làm trên trái đất. Trên phương diện công nghệ, cả SpaceX và Blue Origin đều hướng tới mục tiêu giảm chi phí khám phá không gian bằng tên lửa đẩy có thể tái sử dụng. Tuy nhiên, theo DW, trong khi tàu Shepard của Blue Origin đang hướng tới việc cung cấp các chuyến bay thương mại ở cấp độ dưới quỹ đạo, tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX đã có thể đạt tới cấp độ cao hơn là quỹ đạo trái đất tầm thấp. Điều này cho thấy SpaceX đang vượt trước đối thủ về khả năng mang đến những trải nghiệm du lịch không gian cao cấp nhất cho khách hàng vào thời điểm hiện tại.
Thế lại thấy là có vẻ như là không giống như trong chuyện ngụ ngôn cho lắm. Bởi vì chú thỏ Elon Musk đang không bỏ lỡ bất cứ một cái giây phút nào của mình trong cuộc đua này. Vậy tại sao các tỷ phú công nghệ như là Elon Musk hay là Jeff Bezos họ lại đặc biệt quan tâm và đầu tư cho mảng thám hiểm vũ trụ đến vậy? Và tôi biết rằng là các ông chủ này thì họ đều đang đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh của mình, nào là xe điện hay là thương mại điện tử. Hay là phải chăng là họ đang quá giàu có nên là tham vọng của họ đang vượt ra khỏi giới hạn của trái đất phải không anh? Vâng, đúng là để tham gia vào ngành du lịch hàng không vũ trụ này thì cần tiền, thậm chí là rất nhiều tiền thưa quý vị. Nhưng quan trọng hơn cả là mối quan hệ mật thiết trong lịch sử giữa cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA và giới công nghệ thung lũng Silicon của Mỹ. Chúng ta hãy cùng quay lại thời điểm cách đây hơn 60 năm. Kể từ khi con tàu Sputnik được Liên Xô cũ phóng lên vũ trụ vào năm 1957, thì ngành vũ trụ và ngành công nghệ máy tính đã hình thành một mối quan hệ mật thiết, có qua có lại. Ở giữa Mỹ và Liên Xô cũ lúc bấy giờ thì đã có một cuộc đua rất là gay gắt để xem ai có thể làm chủ không gian vũ trụ, ai sở hữu được công nghệ tân tiến và an toàn hơn. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đặc biệt tâm huyết với công nghệ máy vi tính, và chính nhờ NASA đã trở thành một động lực không nhỏ để hình thành nên thung lũng Silicon, cái nôi của giới công nghệ Mỹ bây giờ. Và cuối cùng là sau hơn 60 năm, từ một cuộc đua mang tính thể diện quốc gia giữa Mỹ và Liên Xô cũ, thì thám hiểm vũ trụ đang trở thành một ngành du lịch thương mại hứa hẹn nhiều tiềm năng và có thể đem lại lợi nhuận lên tới hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Và dù là người giàu có nhất đi chăng nữa, thì đây vẫn là một ngành đầu tư vô cùng hấp dẫn. Các công ty hàng không vũ trụ thì đã cung cấp dịch vụ tư nhân trong nhiều năm qua. Hiện nay thì các chuyến bay bay vào vũ trụ được chia làm 3 cấp độ từ thấp đến cao là parabol, dưới quỹ đạo và trong quỹ đạo. Các chuyến bay parabol là bay đến độ cao để tạo ra cảm giác là không trọng lực, chứ thực tế thì chưa ra ngoài hẳn không gian. Năm 2019 thì đã có khoảng 100 chuyến như vậy với giá là 5.000 đô la một người. Với những bước tiến lớn về công nghệ thì công ty tư vấn công nghiệp không gian và vệ tinh Northern Sky Research dự báo thị trường du lịch vũ trụ sẽ tạo ra doanh thu lên tới là 8 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030. Trong đó thì các chuyến bay ở cấp độ cao là quỹ đạo và dưới quỹ đạo được dự báo sẽ chiếm tới 98% nhu cầu của thị trường vào năm 2030. Tuy nhiên, để nói tới khả năng là thương mại hóa ngành du lịch vũ trụ thì cả Elon Musk lẫn Jeff Bezos đều phải dè chừng một vị tỷ phú khác, đó chính là Richard Branson, ông chủ của Virgin Galactic. Thành lập vào năm 2004, hãng Virgin Galactic của tỷ phú người Anh Richard Branson đã đặt mục tiêu xây dựng một phi thuyền có thể chở được 2 phi công và 6 vị khách để bay vào vũ trụ. Sau hơn 10 năm thử nghiệm, Virgin Galactic hiện đã có khoảng 600 vị khách mua vé giữ chỗ trên những chuyến bay thám hiểm này, với cái giá khoảng 250.000 đô la Mỹ một vé. Virgin Galactic dự định triển khai các chuyến bay thương mại hoàn toàn vào năm sau, 2022, và hy vọng có thể đưa giá vé xuống mốc 40.000 đô la Mỹ. Đúng với phong cách đặc trưng của mình, tỷ phú Richard Branson đã đưa Virgin Galactic hoạt động nhờ vào huy động vốn của nhà đầu tư. Vào tháng 6 vừa qua, khi tàu vũ trụ VSS Unity được Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA phê duyệt, cổ phiếu của hãng này đã tăng vọt lên gần 60 đô la Mỹ. Ngày nào tôi cũng tự cấu mình xem có đang nằm mơ không. Sau 15 năm lao động cật lực, chúng tôi đã có 800 kỹ sư tuyệt vời và một công ty trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ giá trị vốn hóa. Đây là nguồn lực giúp chúng tôi hoàn thành nhiều mục tiêu hơn nữa. Con tàu VSS Unity của Virgin Galactic cũng có những thông số khá ấn tượng, có thể đưa được 2 thành viên phi hành đoàn và 4 hành khách lên không gian. Và từ lúc cất cánh tới hạ cánh chỉ mất 90 phút, trong đó có vài phút ở trạng thái không trọng lực cho khách hàng trải nghiệm. Tốc độ phóng tên lửa là 5.632 km trong 8 giây. VSS Unity sẽ có chuyến bay vào ngày 13 tháng 7 này, trước tàu New Shepard của Jeff Bezos một tuần. Và chính tỷ phú Richard Branson sẽ là hành khách đầu tiên. Đây thực sự là một cuộc đua rất là sôi động và phô diễn hết những tiềm năng của các tỷ phú siêu giàu ạ. Vâng, chắc chắn cái cuộc đua này sẽ càng ngày càng gay cấn hơn nếu như là tỷ phú Richard Branson có thể trở thành hiện thực nếu mà chuyến du hành không gian của ông vào ngày mai thôi, theo đúng kế hoạch. Những tỷ phú trên thì đang ngày càng thuyết phục được công chúng rằng đó là giấc mơ du hành vũ trụ của họ không hề viển vông. Việc tìm kiếm sự sống ở một hành tinh khác thì đang trở nên cấp thiết hơn khi mà môi trường cũng như là tài nguyên trái đất đang trở nên có hạn.